May vàng để ven đường mất trộm, kể cả để trong sân nhà có cổng rào khóa cẩn thận, vẫn bị trộm lấy cắp trong đêm. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều nhà vườn ở xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bị mất trộm mai khiến nhiều người dân lo lắng. Từ ngày bị mất trộm hai gốc mai, ông Nguyễn Ngọc Thanh, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tìm mọi cách để ngăn chặn trộm. Xích sắt không làm ông yên tâm vì dễ cắt. Ông xin dây sơn xe để khóa những gốc mai lại với nhau, đồng thời nâng cao cảnh giác, nhất là vào ban đêm. Cách vài tháng sau vụ mất trộm nhà ông Thanh, trộm tiếp tục quay lại khu vực này để lấy tiếp hai gốc mai của nhà anh Nguyễn Ái Quốc. Lần này chúng chọn địa điểm ra tay, kể cả nhà có hàng rào kiên cố. Đó cũng là lý do mà khổ chủ bị mất của lơ là, mất cảnh giác. Tại giờ nó nhiều chỗ mà cho tôi, ấp tôi rồi, ấp khác đi nữa. Nó mất hoài, bị mấy thằng nó ăn chậm chó, nhất là chậm chó nè, rồi ăn chậm mai nè, rồi ăn chậm xe đó. Nghĩ nói là như mình kêu ở ấp hoặc là ở xã cho cái đội tuần tra đi thường xuyên vậy đó. Chẳng mà ai mà đi giấc ở 1-2 giờ khuya là mình được quyền kiểm soát. Chứ tợ như họ đâu đang mà coi dân này dân thường, dân làm ăn, dân đi ăn cắp trộm nữa. Thấy mình có rào là thấy mình chắc ăn là không có bị trộm vô, mà ai ngờ đâu nó cắt hàng rào nó đi vô luôn. Tất cả mọi người ở đây luôn đều cử một người đấy ở ngủ ở phía trước để canh chừng. Chứ để không thôi nữa, nó làm nữa thì công tình trồng thiệt là lâu nhưng mà vẫn không có được hưởng thụ được cái phần công cực khổ của mình vô đấy, nó tiếc lắm. Công an xã Định Yên cho biết, theo kế hoạch phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, mỗi tuần đều tổ chức tuần tra trong khu vực. Sắp tới cũng sẽ tăng cường tuần tra truy xét để đẩy lùi tội phạm trộm cắp, cũng như tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân, thủ đoạn của bọn trộm để người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản. Đây cây nè, bên đây cây nè, góc đó cây nè.